Dạ vâng, em từ một rộng báo. Xin chào toàn thể quý anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã tới với tác phẩm, với video của chúng em ngày hôm nay. Hôm nay thì rất là vui khi mà chúng em mới hoàn thiện xong một tác phẩm rất là VIP và chất lượng, lại còn là trên chất liệu gỗ quý, gỗ lu hương. Đầu tiên, vâng, thì em mời anh chị ngắm nhìn đó là vẻ đẹp tổng thể. Và em sẽ xoay trước một vòng tứ diện để anh chị thưởng lãm, và một lát nữa thôi để em sẽ tới gần hơn để anh chị ngắm nhìn cùng với em. Đó là chi tiết và nét đục của tác phẩm ngày hôm nay. Tác phẩm là bát hương bao gồm có 8 chú dê, gỗ lu hương với kích thước là cao 70, rộng 55 và chiều sâu là 35. Tác phẩm có mã là TCG, tức là thượng con giống 816, với giá bán của tác phẩm là 55 triệu đồng. Vâng, 55 triệu đồng là đã bao gồm cả phí vận chuyển rồi, anh chị không nghe nhầm anh chị nhé. Một lát nữa thôi để em đến gần hơn với anh chị tác phẩm này để anh chị ngắm nhìn. Từ đằng trước ra đằng sau, phôi gỗ không dính một chút lũa nào cả. Và tác phẩm này liền khối đến 99%. Em ghép phụ thêm đúng một chút xíu phần mỏng đế ở phía bên dưới này thôi để tạo độ cân bằng cho tác phẩm. Em xin mời anh chị đến với phần chính diện của tác phẩm. Đây ạ. Em sẽ đến gần hơn để chị ngắm nhìn với em tác phẩm này. Với kích thước không quá là to lớn, nhưng và đối với phôi gỗ lu hương được mệnh danh là kim cương của núi rừng đây, thì mang đến gia chủ đó là nét đẹp vô cùng hài hòa và cân đối. Để anh chị ngắm nhìn thêm chi tiết tác phẩm này thì em sẽ xin phép là bỏ điện thoại ra và tới gần hơn để anh chị ngắm nhìn nét đục ngày hôm nay ạ. Một trong những dòng gỗ quý, ví dụ như là trong những dòng gỗ quý hiện nay thì gỗ lu hương luôn được xếp bảng đứng đầu ở trong những dòng gỗ mà được những đại gia săn lùng mang trong mình vẻ đẹp của tạo hóa thiên nhiên ban tặng, một màu sắc vô cùng hài hòa, màu sắc tươi sáng, đan xen cùng với đây là những hoa lu vô cùng nổi bật. Hoa lu cũng có rất nhiều dạng lu như là lu cám, lu 3D, chân lu hồng, chân lu tựa như là những đám mây. Phôi lu cám bao giờ cũng giá trị đặc biệt hơn rất là nhiều. Phôi này của em là chất liệu là gỗ lu cám anh chị nhá. Đây ạ, thưởng lãm cùng em chất lu mê mệt, lu từ trên xuống dưới không quá là kín 100%, thì phôi gỗ này thì đã được chúng em lựa những vị trí nhiều lu nhất thì chúng em làm gần như là làm trơn, không chế tác quá nhiều vào đây để anh chị ngắm nhìn được đó là hoa lu của phôi gỗ này anh chị nhá, từ trên xuống dưới đấy ạ. Đó, lu rất là nhiều luôn anh chị ơi. Và tác phẩm là bao gồm 8 chú dê. 8 chú dê thì bao phủ xung quanh tác phẩm chứ không phải là 8 chú dê ở riêng một góc nữa rồi. Vâng, thưởng lãm cùng em một toàn tổng thể tác phẩm và sau đó là ngắm nhìn cùng em nét đục anh chị nhá. Tác phẩm là bát dương. Trong văn hóa phương Đông, số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng. Và trong tiếng Hoa, số 8 đọc là bát. Vâng, tự phát âm thì tương ứng với là phát đúng không ạ? Phát tài, phát lộc, vâng, may mắn đến với gia chủ. Hơn nữa, trong phong thủy, dê là một trong những con vật rất là hiền lành, gần gũi đối với đời sống văn hóa Việt Nam chúng ta. Mang đến đó là sự hiền lành, ôn hòa, cần cù và nhẹ nhàng đến với những người khác. Vì vậy, nếu như mà trưng tượng dê ở trong nơi làm việc thì sẽ giúp đó là công việc phát triển hơn, thuận lợi hơn đối với các thành viên ở trong cùng một công việc. Và qua những cái nét đẹp phong thủy thì cùng với những cái đó là những nét đẹp điêu khắc. Từ những cái đường chi tiết như là cái phần mắt, phần mũi của dê hay là kể cả phần râu, phần lông đều được gọt tỉa vô cùng là kỹ lưỡng khi mà một người thợ hoàn thiện lên một tác phẩm đã thổi hồn vào trong tác phẩm ngày hôm nay. Và khi mà thổi hồn như vậy thì người thợ đã trải qua rất là nhiều những ngày tháng, những năm mà đã trao dồi những kinh nghiệm của mình để hoàn thiện lên một tác phẩm vô cùng có hồn. Ở phía bên trên đây là bao gồm có 3 chú dê, từ hình thái đến những cái đường nét đều là khác nhau. Như chú dê này có phần sừng này, rất là cong, đều là liền heo lạ. Đây ạ, chú dê này thì sừng đang bắt đầu lên nhú anh chị nhá. Bên đây thì chú dê này đang ăn cỏ này, phần chân này còn đang dơ lên. Khi mà những cái chi tiết mà cách điệu hóa như vậy, làm như này thôi, nhưng mà nhìn dáng dê phải làm sao hài hòa là một điều vô cùng là khó khăn anh chị nhá. Đó, bối cục hài hòa, đường nét đục sắc sảo và tinh tế mang đến gia chủ đó là một nét đẹp đột phá, phá cách, không hề đụng hàng với bất kỳ một ai ở trên thị trường.
thị trường. Bên đây thì hai chú dê này đang trao cho nhau, thể hiện cho là tình yêu thương đúng không ạ? Trong một gia đình, những người anh, người em đang nhường nhau những miếng ăn. Hai chú dê này thì đang nhường nhau là ít cỏ đây anh chị nhá. Đó, nhìn rất là thần thái và rất là đáng yêu đúng không ạ? Nhân cái phần góc này thôi là bóc tách kênh bong ra hết. Những cái đường nét mà khi làm bóc tách kênh bong là bao giờ cũng khó hơn, cách biệt hơn rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Một phôi gỗ khi hình thành nên lu rồi thì rất là cứng và rắn. Và với những cái đường kênh bong như này là người thợ phải tỉ mỉ. Nếu không làm được hẳn nó chậm rãi, tỉ mỉ, người thợ mà nóng vội thì những cái phần chân như này khi mà làm thì rất dễ gây gãy. Vì vậy mà làm nên anh chị thưởng lãm cùng em này, kênh bong mà vô cùng là sắc nét. Đó. Bao phủ ở đây thì được thiết kế là giống như là 8 chú dê đang đứng ở trên một bao tải tiền, tượng trưng cho tiền của tiền tài. Xung quanh thì còn có cả những cầu như ý, tượng trưng cho vạn sự như ý, công việc hanh thông, tiền của dồi dào. 8 chú dê cũng tượng trưng cho sự may mắn, con cháu đẻ huề, cuộc sống đầy đủ và sung túc. Vâng, 8 chú dê đây anh chị nhá, từ trên xuống dưới này. Kể cả những chú dê như này khi là đục kênh bong ra nhưng mà cũng là liền khối chứ không phải là ghép. Nếu như mà ghép chỗ nào thì em sẽ báo anh chị là ghép chỗ đó. Vì tác phẩm này em cũng giới thiệu với anh chị. Vâng, kích thước của tác phẩm không quá là to lớn, nhưng mà đối với dòng gỗ lu hương thì là một trong những cái dòng gỗ quý, thì đối với phôi gỗ này đã rất là lớn luôn rồi. Rất là lớn luôn đối với kích cỡ này rồi anh chị nhá. Cao là 70, rộng 55 và chiều sâu là 35. Em vừa giới thiệu với anh chị là vừa rồi em có ghép phụ thêm một chút xíu phần mỏm đế ở phía đằng sau. Mã tác phẩm là TCG, tượng con giống 816, với giá bán là 55 triệu đồng. 55 triệu đồng khi năm nay anh chị mua tác phẩm này. Nhưng mà sang năm với cùng với bức giá như vậy thì chưa chắc, em cũng chưa dám đảm bảo rằng chúng em có thể làm lên được một tác phẩm VIP và tuyệt vời với chất lu cám, lu 3D đẹp mê ly như thế này. Bởi vì trong những dòng lu khi mà phôi lu cám là chúng em mua thôi đã cao hơn rất rất nhiều rồi. Đây ạ, bên đây còn có cả những cầu lấm linh chi anh chị nhé. Đó, những cầu lấm linh chi này, tượng trưng cho sự sức khỏe. Và phía đằng sau, phôi lu lu xuyên từ trước ra sau, không quá là nhiều nhưng mà được phần lu xuyên từ ra sau này là rất là chất lượng rồi. Đó, vân chun sụn từ phía đằng sau đây, làm kênh bong tách biệt ra hết đây, vân chun sụn, vân gọt đỉa rất là kỹ luôn từ trước ra sau đây ạ. Em vừa giới thiệu đây ạ, em phụ thêm đúng một chút phần mỏm đế ở phía đằng sau này thôi để tạo độ cân bằng vững chãi cho tác phẩm. Còn đâu nguyên 8 chú dê là không ghép một chút nào hết, liền nguyên khối kể cả phần sừng hay những đường nét kênh bong bóc tách. Một tác phẩm mang đến gia chủ tính đột phá, một vẻ đẹp phá cách và không hề đụng hàng. Ngoài mang đến đó là sự thành công, may mắn về tài lộc, tượng dê còn mang ý nghĩa cầu mong sự tốt đẹp trong gia đình, cầu mong con cái hòa thuận, vui vẻ, nhanh nhẹn, may mắn và trong công việc, gia đình luôn hạnh phúc. Hai điều này kết hợp mang lại vượng khí rất là tốt. Bản chất của dê trong mình sự kiên nhẫn, ý chí mạnh mẽ. Vì vậy, gia chủ khi trưng bày tượng dê với mong muốn tăng thêm sự kiên nhẫn, suy nghĩ thấu đáo, bình tĩnh, không có phương án nào là cuối cùng, dễ dàng nổi giận trong bất cứ trường hợp nào. Bởi vì dê cũng là một loài vật mang tính ôn hòa. Vì vậy mà trong công việc của mình cũng cần đến là sự ôn hòa và sự điềm tĩnh đối với những đồng nghiệp, những đối tác của mình để phát triển một tầm cao mới. Với một tác phẩm bát dương VIP lu hương liền khối 99% như hiện tại thì anh chị có thể áp dụng vào trong không gian gia đình mình, vừa có thể là trưng bày nơi không gian phòng cách, vừa có thể là trưng bày đó là không gian nơi làm việc, vừa sang trọng vừa đẳng cấp. Và ngoài những cái ý nghĩa như vậy, tượng gỗ độc đáo luôn hướng tới là mang đến gia chủ nét đẹp không hề đụng hàng. Nên là tác phẩm to đẹp VIP ngày hôm nay, anh chị ngắm nhìn yêu thích rồi thì alo ngay với số hotline của tượng gỗ độc đáo 0938410333 để nhân viên gọi điện hỗ trợ tư vấn đến anh chị kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn về tác phẩm ngày hôm nay. Một lần nữa trước khi kết thúc video thì em mời anh chị đến gần một đó, gần hơn để anh chị ngắm nhìn chi tiết tác phẩm. Với kích thước cao là 70, rộng 55 và chiều sâu là 35.
Mã là TCG816 với giá bán là 55 triệu đồng. 55 triệu đồng đã bao gồm cả phí vận chuyển rồi. Bởi vì tác phẩm này khi vận chuyển đến anh chị cũng không hề dễ dàng, mà chúng em sẽ phải gia cố đến những chú dê, chắc chắn đảm bảo được sự an toàn trong quá trình vận chuyển. Và sau đó là đóng kiện bằng gỗ khung chắc chắn kỹ lưỡng, ship đến gia chủ trên mọi miền đất nước. Dù là anh chị ở đâu thì cũng chỉ cần alo với chúng em là chúng em có thể ship tới anh chị ngay trong khi mà chúng em đóng anh chị nhá. Nếu anh chị ở trong Nam thì có thể sẽ mất khoảng từ 1 tuần cho đến 10 ngày. Còn nếu như anh chị ở miền Bắc thì sẽ dao động từ 3 đến 4 hôm. Còn và nếu như anh chị nào mà ở gần với Hải Dương thì em mời anh chị cùng tới shop Tượng Gỗ Độc Đáo ngắm tận mắt, sờ tận tay tác phẩm và chốt tác phẩm này về trong không gian gia đình mình. Vừa mang lại những điều tuyệt vời may mắn thì lại còn mang đến giá trị thẩm mỹ vô cùng là to lớn. Tác phẩm ngày hôm nay, bây giờ thì em cũng sẽ xin phép là kết thúc video tại đây. Anh chị nào băn khoăn thắc mắc gì thì hãy cứ liên hệ với số hotline của chúng em khi đã ghi ở trên tiêu đề. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo ạ.